Xin chào bạn, hôm nay đại lý Toto Công Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu sản phẩm là cái vòi sen nhiệt độ sen Nhật. Nó tự điều trị nhiệt độ chúng ta. Có cái mã hiệu là TMGG40QECR. Cái sản phẩm này là sản phẩm được sản xuất ở Nhật các bạn. Và được nhập khẩu bởi Toto Việt Nam. Và tôi sẽ tiến hành là mở cái sản phẩm này ra để chúng ta tìm hiểu cái sản phẩm này, cũng như xem được những cái sản phẩm, những cái phụ kiện của nó đi kèm ha. Cái sản phẩm Nhật này á, thì tại sao người ta sen Nhật là do là ở Nhật á, thì hầu hết thì người tiêu dùng á, người ta sẽ chỉ sử dụng cái loại sen này thôi. Chứ ở nước Nhật thì thời tiết tương đối là lạnh, nên chúng ta nếu mà dùng những cái loại sen thông thường á, thì nó rất là bất tiện. Thì trong cái sản phẩm này á, thì đầu tiên là tôi là có những cái giấy tờ hướng dẫn hoàn toàn tiếng Nhật cho bạn. Chúng ta lưu ý cái đây là cái sản phẩm mà hàng Nhật chính hãng, nó khác với cái những cái hàng sách tay nha bạn. Chúng ta sẽ không có chế độ bảo hành cũng như không đảm bảo được hàng chính hãng hay không. Đây những giấy tờ nó đi kèm được bằng tiếng Nhật hết. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái giấy tờ khác, thông tin được dịch qua tiếng Việt. Đó. Tờ giấy hướng dẫn ha. Nó có thêm bản tiếng Việt cho chúng ta. Và chúng đối với sản phẩm chính hãng á thì nó sẽ có cái tờ giấy này. Thì cái sản phẩm này á, thì nó có cái mã hiệu đây TMGG40EQECR. Và sản phẩm này là được bảo hành 2 năm của bởi Toto Việt Nam nha bạn. Thường là hàng sách tay nó sẽ không có tờ giấy này đâu. Tiếp theo là tôi giới thiệu là cái tay sen này á, thì nó tương đối rất đặc biệt. Đó. Nó có hình tương đối dài. Đó. Như cái đây có màu xám và có nhiều cái lỗ nhựa, và xung quanh đây là được mạ rôm, trên đây cũng có màu xám như vậy, nhìn rất là độc đáo. Tiếp theo là cái dây sen, thì cái dây này á, thì nó có hình màu xám như vậy, và hai đầu thì được mạ rôm đây bằng nhựa đây. Cái dây này thì nó có một cái ưu điểm là chúng ta có thể là lau chùi nó dễ hơn so với loại dòng dây lò xo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến là nó bộ phận cái này là cái gá sen nha bạn. Đây hiện tại là nó cho chúng ta hai cái gá sen, có nghĩa là cho dự phòng một cái đó bạn. Rồi cái đây là bộ phận chân sen nè, cái chân này giúp cho chúng ta có thể dao động cái khoảng cách lắp đặt nó xa hơn. Ví dụ tâm của nó là 150, chúng ta cái thể này nó dao động khoảng 130 đến 220. Ngoài ra cũng có một số phụ kiện, đây là của bắt và của cái gá sen. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu qua cái cụ sen chính. Thì cái bộ phận cụ sen chính này á là nó có cái cần sen này nó di chuyển được. Ví dụ như bình thường chúng ta không dùng xả chậu xả xô, chúng ta quay ngang như này. Còn chúng ta muốn xả chậu xả xô hoặc xả bồn tắm á, cái này dùng cho xả bồn tắm rất là tiện, nó rất là dài các bạn. Đó. Rất là dài. Cái này là khoảng 100 hơn 150 160 đó bạn. Chúng ta quay lại rất là tiện ha, nó quay lại được thoải mái. Đó. Tôi xin lỗi, nó nằm ở mặt như này. Đây. Có nghĩa là gần như là 360 độ luôn các bạn. Rồi cái này là hai cái đầu cấp của nó. Hai cái đầu cấp vào thì nó lắp với cái chân sen này, còn cái này là lắp với cái dây sen. Và chúng ta chú ý là cái răng này nè, cái răng này răng phi 23, nó không phải răng phi 21. Thực ra cái răng này phi 23 nó thuộc theo chuẩn của Nhật nha bạn, theo chuẩn của Nhật. Rồi còn đây là cái cần điều khiển của nó trước đây. Đây nó điều khiển là gạt cả cái cần này như này, có nghĩa chúng ta chỉ có đóng mở nước đây. Ví dụ như chúng ta để ngay giữa đây thì nó đang tắt, còn chúng ta gạt xuống đây nó xả xuống xuống này, còn chúng ta đẩy lên trên đây càng mạnh thì nó càng mạnh. Đó, lật lên này là lên tay sen, điều khiển rất là hay. Còn cái nút điều chỉnh bên đây là nút điều chỉnh nhiệt độ, có nghĩa là nó sẽ thường là sẽ có tối đa chúng ta tăng được là đến 40 độ thôi. Đó, ví dụ như tăng lên đây là 40 độ, chúng ta không tăng hơn được, bởi vì nhiệt độ trên 40 độ sẽ gây phỏng cho chúng ta. Đó, nếu chúng ta mở nước lạnh chúng ta vặn xuống đây. Đó. Chúng ta ví dụ như ta thiết lập ví dụ như ở 38 độ thì có nghĩa là cái nhiệt độ nó ra cái nguồn nước cấp chúng ta sẽ là nằm ở xung quanh 38 độ.
nó sai số gần như có nửa độ thôi. Rồi chúng ta chỉ cần mở nước là chúng ta sử dụng được. Nó thay vì chúng ta dùng cái van gật gù bình thường, chúng ta phải điều chỉnh nước ha. Còn chúng ta muốn nó mở trên 40 độ, chúng ta ấn nút vào nút này nè. Cái nút này nó vừa trống cho trẻ em tránh bị phỏng đó, ta ấn vào đây, chúng ta tăng thêm. Ta ví dụ như muốn xạ vào để làm cái gì đó trên 40 độ. Rồi tắm thì thường chúng ta không có tắm trên 40 độ đâu. Thì cái vòi này nó có những cái nội dung như vậy. Thì sản phẩm này hiện tại đang được cung cấp ở đại lý Tuấn Đức chúng tôi. Đó, mình sẽ bộ phận đi theo như này. Quý khách cần đặt hàng có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip, hoặc là click vào cái trang tidem.vn. Tôi có để một đường link vào phần mô tả để chúng ta có thể click vào xem giá cũng như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn. Xin